là Trần Công Thành, nickname Facebook là Thành Bobber. Facebook chia ra các danh mục riêng thành 6 danh mục như vậy là để làm gì ạ? Là để họ thu thập dữ liệu cho quảng cáo về sau. Khi người dùng thích một cái trang nào đó thì có nghĩa là Facebook sẽ ngầm hiểu rằng khi bạn thích trang hội yêu chó mèo thì có nghĩa là bạn thích động vật, bạn yêu thích thú cưng. Và khi đấy là nếu như một nhà quảng cáo nào muốn nhắm đến những người thích thú cưng thì thông qua những fanpage đấy họ có những dữ liệu của người dùng và nhà quảng cáo đến người dùng dễ hơn. Với đặc điểm đối tượng như vậy thì mình phải làm nội dung gì? Thì mình suy ra một mũi tên ở đây với nội dung là nên làm khi với đối tượng như thế là giới nữ thì có thể là xưng hô sẽ phải là mình, nàng. Rồi nếu mà giới nữ mà chẳng hạn như là không phải là sinh viên mà các dân văn phòng hoặc là những ai trên 30 tuổi chẳng hạn thì sẽ xưng là các mẹ ơi chứ không phải là bạn nữa, đúng không ạ? Phần location, địa điểm sẽ thấy rằng 38% ở Hà Nội, 33% 38% là Hồ Chí Minh, 33% là Hà Nội. Thì khi đấy chúng ta sẽ ưu tiên phát triển khu vực nào trước. Phần vị trí hiển thị với vị trí là mobile, mọi người có thể tùy chỉnh là hệ điều hành nào, Android hay iOS và phiên bản của hệ điều hành. Đặt tên fanpage trên Facebook có 3 kiểu đặt tên. Thứ nhất là tên theo thương hiệu, ví dụ như M3TV thì đặt tên theo thương hiệu. Nếu như các bạn là một đơn vị mới xuất hiện, đặt một tên như thế có thể là người dùng sẽ khó hiểu, không biết rằng đây là cái gì. Như vậy chúng ta đã trải qua 8 buổi học về Facebook Marketing. Mình hy vọng những gì đã chia sẻ sẽ giúp cho các bạn tạo ra chiến lược Facebook Marketing tốt nhất cho chính mình. Chúc các bạn thành công và cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.